Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, phiên bản lớp Hạnh Phúc Là Lựa Chọn. Trước tiên xin cảm ơn nhà đồng hành cùng với chương trình, đó chính là thương hiệu sữa lớp với thông điệp Hạnh Phúc Là Lựa Chọn, chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ đúng rồi, rất là cao, với lại là khác người mình, kiểu là con nhìn hoài xong rồi, nhưng mà tuy nhiên con vẫn thấy là hơi lớn một xíu, hơi chững chạc xíu. Dạ đúng rồi, chững chạc. Khi Oliu tìm người yêu, Oliu muốn tìm mẹ cho con gái, cho tìm mẹ cho con chó. 70% là quan trọng cho Oliu tìm mẹ cho con chó, và 30% người yêu cho Oliu. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed của bò nha. Chắc là quý vị khán giả cũng nhận ra được có một cái sự khác biệt so với những số trước đây trong trình Vợ Chồng Son, là chúng ta có hai chiếc gói chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc, và bên kia chị đó là một cái quầy sữa nha. Các cặp vợ chồng son lên đây, nếu như chia sẻ những câu chuyện mà nó có hơi mệt chút xíu hoặc mất năng lượng chút xíu thì chúng ta có thể tha hồ qua đó lựa chọn sữa mà uống. Ủa chị tưởng dành cho MC không? Hai chị em mình có được quyền uống được không? Nè, hai chị em mình được mà ưu tiên là có hai cái ly đó. Hai cái ly đó, cái của chị một, cái của em đó. Còn các cặp vợ chồng son là uống trực tiếp trong hộp luôn. Thôi vì mình cũng bắt chước người ta, mình uống trực tiếp trong hộp đi. Tại vì có uống hút mà. Thôi bây giờ chị chúc đi, chúc giải lao cái hai chị em mình uống. Chúc đi. Rồi kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng này để xem coi cái thông điệp mà họ mang đến cho chương trình không biết là có phải là hạnh phúc là lựa chọn hay không, hay là để chọn được hạnh phúc thì người ta phải cần phải có những điều gì. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên. Can you speak Vietnamese? Yeah, được. 50%. Vậy thì bây giờ bạn giới thiệu luôn đi, tên bạn là gì? Tên của con là Oliu, tên Việt Nam là Oliu, tên TikTok Oliu. Nhưng mà Olivier bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, vì Oliu đến từ Thụy Sĩ. Oliu bao nhiêu tuổi rồi? 95. 95. 95 là 27. Thua xíu ngầu 1 tuổi, 27 tuổi ha. Oliu là đã sống ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi? Tôi ở Sài Gòn 6 năm, 6 năm. Nhưng lần đầu tiên ở Việt Nam 10 năm trước. 10 năm trước là đã có mặt ở Việt Nam. Để đi du lịch cùng gia đình. Rồi. Vậy thì Oliu có biết đọc thơ, biết hát, nói chung là biết những cái văn hóa của người Việt Nam không? Thích âm nhạc Việt Nam. Thích âm nhạc, vậy thì bây giờ Oliu có thể hát một vài câu, một cái bài hát nào đó bằng tiếng Việt được hay không? Bây giờ luôn. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi một chia làm đôi, như ta đang mong vài thôi. Người nghe ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về. Giao trái tim mình và đừng thổn thức khi thái nhau. Trời ơi, hát một bài trend nữa. Lưu làm nghề gì vậy? Lưu làm cho công ty du lịch phát triển kinh doanh. Phát triển kinh doanh. Mời em. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Võ Thị Úc Dư. Con sinh năm 2000, con đến từ Quảng Ngãi. Dạ, hiện tại công việc của con là một data analyst. Ôi, bây giờ nè, bắt đầu anh quay trở lại cái thời gian trước nha, là không biết là cái cơ duyên nào mà Úc Dư gặp Oliu, và lần đầu tiên gặp đó, thì có ấn tượng về chàng trai cũng như là Oliu có ấn tượng gì về Úc Dư hay không? Dư và Oliu gặp trên Facebook. Facebook dating. Oliu thay một cô gái hình ảnh đàn piano và vài màu trắng. Rất đẹp, Oliu thích. Con đăng cái hình của con lên, nhưng mà con nghĩ lúc đó chỉ là lên vậy thôi, chứ mà không có một, mình không nghĩ là sẽ gặp một người nghiêm túc ở trên đó. Và xong rồi có nhiều anh vào nhắn tin cho làm quen vậy đó, thì con thấy anh nào cũng giống nhau, chỉ một cái form giống nhau, nên con không đẹp ai hết. Nhưng mà đến một ngày tự nhiên có anh này vào nhắn tin hỏi là
em biết đánh đàn piano hả? Người ta nghĩ là mình sống ảo quá thôi. Mình trả lời là không, cái này là em chụp hình thôi chứ không có biết chơi đàn piano. Dạ, thì mọi thứ là con với ảnh giao tiếp bằng tiếng Việt hết. Cho đến khi là ảnh muốn mời con đi ăn tối, nhưng mà ảnh mời lúc đó là ngày thứ bảy, thì ảnh muốn qua ngày mai đi ăn tối là chủ nhật. Thì con thấy người nước ngoài nữa nên con sợ, với lại là không có tin tưởng á, nên là con từ chối. Xong rồi đến lần thứ hai ảnh cũng mời tiếp, nhưng cũng là thứ bảy, mời qua chủ nhật đi. Thì con mới nghĩ trong lòng là để xem anh này có kiên trì hay là không. Và xong rồi con nghĩ là nếu như mà ảnh mời trước đó 2-3 ngày thì con sẽ chuẩn bị, thì có lẽ là con sẽ đồng ý. Khoảng một tháng sau nó quay lại mời tiếp. Dạ, ảnh mời tiếp. Ảnh lúc đó đúng luôn là vào ngày thứ tư ảnh mời con, và ảnh nói là anh có thể mời em đi ăn tối vào cuối tuần này không. Thì con mới trả lời là dạ, lần này thì em đi được. Dạ. Thì lúc đó là con gặp anh tới đón con, thì ảnh không có lên kế hoạch gì hết. Ảnh chở con ăn quán gà gần nhà thôi. Xong rồi đi xem phim. Về thì ảnh nói là anh rất là thích em rất là xinh, rất là thích em, nhưng mà anh xin lỗi vì hôm nay anh không có lên kế hoạch hoàn chỉnh cho em. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em vào lần gặp sau, có thể cho anh cơ hội gặp em lần sau. Mà con có, khi mà con gặp Oliu ở ngoài đó thì cái cảm giác con sao? Con có thích ảnh không? Dạ đúng rồi, rất là cao, với lại là khác người mình, kiểu lại con nhìn hoài. Xong rồi nhưng mà tuy nhiên con vẫn thấy là nó hơi lớn một xíu, chững chạc xíu. Dạ đúng rồi, chững chạc. Xong rồi cái cách mà ảnh nói nó cũng rất là trưởng thành á. Sau hẹn 2-3 lần rồi bắt đầu mới chia sẻ về cái quan điểm trong quen nhau như thế nào á. Thì con mới nói là cái giới hạn của con là chỉ hôn nhau thôi này kia, nhưng mà ảnh lại muốn hơn nữa. Anh nói là nhiều cô gái ảnh hẹn thì ảnh dẫn đi mua sắm này kia, còn ảnh thì ảnh muốn hơn vậy với cô gái, thì cô gái cũng đồng ý quen, nhưng mà con thì không. Xong rồi con nói là nếu vậy thì mình làm bạn thôi, chứ để mất thời gian của hai người. Và con ảnh dừng lại, không có tiếp tục hẹn hò nữa. Dạ, cho nên nếu bây giờ ảnh cứ nhắc đó là lần đầu tiên con nói chia tay với ảnh. Dạ, xong rồi khoảng một tháng, 2 tháng sau thì con và ảnh hẹn nhau đi học bài với nhau. Ảnh học bằng lái xe Việt Nam bằng tiếng Việt. Và con thì học tiếng Anh. Xong rồi hai người học thì con nghĩ lúc đó chỉ là bạn đi học thôi. Thì hai người học với nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó anh đi toilet vào và tự nhiên anh lại nắm tay con. Thì lại trở lại cái cảm xúc là hẹn hò, con rất là bất ngờ. Dạ. Xong rồi ảnh mới nói là ở bên cạnh của con, ảnh tập trung, ảnh được làm chính ảnh, cho nên là từ lúc đó là ảnh tấn công con dồn dập luôn. Rồi siêu luôn. Dạ. Cho đến đỉnh điểm là lúc mà dịch, ảnh ở trong Sài Gòn và có khó khăn quá, cho nên là ảnh gọi về và năn nỉ gia đình con để cho con được vào, để cho hỗ trợ, kiểu như là có người ít cho một mình mà lockdown nên là khó quá, không biết ăn uống rồi bệnh này kia sao. Xong rồi gia đình con không cho. Rồi ảnh cứ thuyết phục miết như vậy. Ảnh nói nếu mà không được nữa là ảnh sẽ về nước. Dạ, thì lúc đó con mới thấy tội, nên ảnh mới nói là con tốt quá tại con thương người á. xong rồi mẹ con cho vào. Nhưng mà lúc mẹ con cho vào thì mẹ nói thôi thứ hai vào. Ảnh cũng nói bây giờ đồng ý rồi thứ hai vào, nhưng con nói thôi đi chủ nhật đi chứ để mẹ đổi ý đó. Xong cuối cùng con lên chuyến bay đó thì tiếp viên nói đó là chuyến bay cuối cùng vào Sài Gòn. Trời ơi, đúng là duyên đó. Dạ, đúng là duyên luôn. Trời ơi, trong cái giai đoạn đó thì Oliu gặp những cái khó khăn như thế nào? Lúc mà trước khi Covid á, lúc mà trong cái thời gian Covid á, trước khi mà Dư vào thời gian Covid, khó cho người nước ngoài vì không có gia đình ở Việt Nam. Đúng rồi. Chỉ có người yêu hay bạn yêu rất quan trọng cho Oliu thời gian này. Và Oliu cũng có một con chó tên là Heidi, là con gái. Và khi Oliu tìm người yêu, khi Oliu hẹn hò, Oliu muốn tìm mẹ cho con gái. Con chó. Tìm mẹ cho bảy mươi phần trăm là quan trọng cho Oliu tìm mẹ cho con chó, và 30% người yêu cho Oliu. Và Oliu bắt đầu thích giờ khi Oliu thay giờ rất chăm sóc cho Heidi, cho con chó. Vô nhìn ảnh rất là tội luôn, kiểu như con thấy con quyết định đi vào là đúng. Tại thấy rất là tội, kiểu như là kiểu như là thấy như là cần người quan tâm, kiểu như là khó khăn đó, rõ hiện rõ lên luôn. Thời gian này khi lockdown, Oliu quyết định để cưới. Cưới luôn. Bây giờ là có cơ hội để nhắc lại cái chuyện cũ. Dạ. Cái chuyện mà em đã quyết định để mà vào trong Sài Gòn để mà lo cho Oliu.
Và cái điều đặc biệt anh đọc động lại trong anh đó là gì? Cái chuyến bay em đi đó, cái chuyến bay của Dư là cái chuyến bay cuối cùng. Yeah. Đó, và thật sự nếu như mà không có một sự quyết định đó, thì chắc chắn không có một hạnh phúc như bây giờ. Yeah, và rõ ràng là hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương là chắc chắn là chọn hạnh phúc thôi. Dạ đúng. Nghe. Tụi con là cưới nhau được một năm. Tụi con cưới nhau hồi lúc đăng ký kết hôn vào lúc tháng 1 dương. Tháng 1 này đúng không? Dạ đúng rồi. Ô Liêu có xem chương trình Vợ Chồng Son này nhiều số không? Xem bài tập. Và Dương cũng xem nhiều đúng không? Dạ. Thì cái phần đặc biệt nhất là của chương trình Vợ Chồng Son là cái phần mà kể tật xấu của đối phương á. Điểm yếu. Yes. Điểm yếu đó, đúng điểm rồi, yếu điểm yếu. Của Dương là nói rất lớn. Nói lớn tiếng. Nói lớn. Ăn to nói lớn. Ừ. Trong gia đình khi Tết nhức đầu một chút. Hơi nhức đầu một chút hả? Anh nói là người Quảng Ngãi hay nói lớn. Xong mà Tết anh về mọi người nói vui quá, ngồi ăn nói lớn lên, xong rồi nói nhức đầu luôn. Và điểm yếu khác là bị stress nhanh. Con bị stress hả? Con dễ bị stress, dạ. Dễ bị stress đúng không? Con trẻ mà sao stress là sao? Kỹ chắc là do tính chất công việc của con. Nó thiên về logic, con phải nghĩ nhiều. Cho nên là lúc mà về nhà thì con chỉ muốn thư giãn thôi, chứ con ít có thích mà đặt câu hỏi tiếp tục cho con. Phải trả lời là con... Trong khi đó thì ô liu là hay hỏi. Dạ đúng rồi, hay hỏi đúng rồi. Có nhiều cái hỏi. Cho nên là con mới dễ nóng lên. Dạ đúng rồi. Mỗi lần stress lên vậy thì có lớn tiếng với ô liu không? Có quát ô liu không? Đôi khi. Nhưng mà ô liu luôn nói phải uống nước, phải... Yeah. Đối với ảnh cái đó là cái rule, cái luật của ảnh, cái quy định là khi mà ảnh thấy con stress, ảnh sẽ nói là bình tĩnh, uống nước, hít thở vô, hết. Ảnh luôn nói như vậy. Và con có áp dụng cái điều đó không? Dạ, đúng, con có. Và con thấy như thế nào? Nó giúp cho mình bình tĩnh lại rất là nhanh vậy. Ừ. Và cái nhịp thở mình nó cũng bình tĩnh lại. Dạ. Có một lần đi trên đường có hai anh chị cãi nhau mà giống như là chị đó có vấn đề giống như say xỉn hay gì á trên đường, xong mà ảnh thấy vậy, xong ảnh chở con quay lại, xong ảnh cho chị đó chai nước, xong anh nói là lấy nước cho chị đó uống, rồi đi trên đường về anh nói là cô đó phải hít thở, uống nước, bình tĩnh là sẽ hết. Rồi còn cái gì nữa không? Dư có ghen không? Yeah, đôi khi vì khi ô liu bắt đầu nói chuyện một chút trên TikTok, ô liu trả lời người phụ nữ với mấy chị respect. Dạ cho nên là ảnh tôn trọng, là ảnh trả lời fan ảnh thôi. Dạ nhưng mà không thích không, nhưng mà nếu có cô gái mà hơn mặt hơi xíu thì con sẽ ghen. Dạ đúng nhưng rồi. Mà bây giờ ô liu học rồi, ô liu không làm nữa. Rồi bây giờ ô liu muốn vợ mình thay đổi điều gì? Khi cãi nhau hay business luôn phải hiểu ô liu yêu chưa. Và 99% ô liu làm điều tốt, nhưng mà 1% làm sai, nhưng mà đây là bình thường. Vừa phải hiểu. Còn con, bây giờ con kể lại đi tới con đó, ô liu có điểm gì xấu không? Ảnh có một cái điểm xấu lúc mà mới quen là con thấy ảnh cào cái tay của ảnh nó chảy máu. Khi mà ảnh căng thẳng á là ảnh cứ cào cho đến khi nó chảy máu. Từ lúc quen đó con thấy cái điều nhỏ nhặt đó là con canh. Đến khi mà con kiểm tra mà nếu mà thấy vậy con sẽ giận và con sẽ không có làm cái gì mà anh muốn con làm. Bây giờ còn không? Đến bây giờ thì đỡ rất là nhiều. Có một cái là ảnh ở bên Thụy Sĩ thì cái múi giờ nó khác Việt Nam, mà ảnh mê đá banh. Ảnh mê đá banh quá, có khi 2 giờ ảnh mò và ảnh ngồi ảnh coi đá banh. Xong rồi bất kỳ cái trận bóng đá nào ảnh cũng đi tham gia. Xong ảnh đi đá banh xong tối về ảnh ngủ á, ảnh ngủ mơ ảnh đá con không, con không, con cũng ngủ mơ con không có biết. Sáng dậy anh hỏi anh xin lỗi nha, hồi tối anh đá em á. Nó ồ em đâu có biết đâu. Dạ. Tại bé mới 20 tuổi mà bé cũng tuổi ăn tuổi ngủ. Dạ. Đó. Bé đâu có biết được. Dạ, đâu. Đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa không? Anh đi về quần áo anh mặc mà anh quay video cho TikTok á. Hoặc là anh mặc xuống lấy đồ shipper hay gì đó. Rồi một hôm cái con nhìn lại cái chỗ của ảnh nó sẽ có 3-4 cái áo ở dưới cái sàn nhà. Xong con mới hỏi đây là cái áo nào, đây là cái áo gì. Xong ảnh sẽ giải thích là cái này là quay TikTok, cái này là xuống lấy shipper. Nhưng mà ảnh nói là ảnh chưa có xài hết 100% cái áo nên để dành vô chỗ đó. À, là tức cái là chỗ là dơ để mà mình giặt ra. Dạ, đúng không? Dạ, anh cứ để dành miết vô vậy á. Là bừa bộn đó. Như vậy đó. Người ta gọi là bừa bộn đó. Dạ. Con có mong muốn anh thay đổi gì không? Cái việc mà ảnh coi đá banh nhiều thì con sợ là ảnh không đủ sức khỏe để anh đi làm buổi sáng thôi. Dạ, nhưng mà cái đó thì cái sở thích của ảnh nên con cũng khó. Cứ thức đêm hoài á thì sợ là sáng ô liu có thấy mệt không? Không mệt. Không mệt hả? Đây là truyền thống của ô liu luôn. Mê rồi, là một truyền thống trong gia đình rồi đúng không?
Thực ra chỉ có để ý cái vụ cái tay ấy máu này thôi nè. Cái này nè không có tốt. Bỏ luôn. Có lẽ nghe cần một người kiểm tra. Cái đó là con một kiểm tra. Đó cái bệnh lý về tâm lý đó con. Thôi Ô Liu đã chỉ cho vợ á, một khi mà vợ bị stress á là phải uống nước rồi hít thở là sẽ hết. Thì bây giờ mỗi lần mà thấy ông cào đó, đừng cho uống nước, cho uống sữa đi. Uống sữa lớp chẳng hạn. Rồi giờ cảm ơn hai bạn nhiều nghe. Đã đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Chúc các bạn hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc là lựa chọn. Mà lựa chọn đúng thì các bạn sẽ có hạnh phúc. Ha? Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên thì cho phép JK cũng như là Mai Anh, gia đình Cookie xin được gửi lời chào tới tất cả khán giả của MCV cũng như là 25bit. Một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thật tất cả mọi người ạ. À, hôm nay thực ra là hai bố mẹ lần đầu tiên được trốn đi quay. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh cho đến bây giờ. Dạ. Vậy là mấy cô khi ở nhà chứ với dạ. bà ngoại. Dạ. Ok. Thường thường mà hai anh chị em thấy là hai anh chị cũng đi quay rất là nhiều, vậy thì khi mà đi như vậy thì mấy cô khi có quay khóc hay nhớ ba mẹ mà đòi không ạ? Từ lúc mà chị sinh đến giờ thì nói chung là chị cũng không đi quay, chỉ có anh đi quay thôi, thì về là anh chờ lúc thì nó vẫn nhớ bình thường chứ không đến nỗi là kiểu quấy, mà trộm vía nó cũng ngoan. Thương bố mẹ. Vậy cảm xúc của hai anh chị khi mà được mời đến với tham gia chương trình Vợ Chồng Son, hai anh chị đã coi qua chương trình này chưa? Thì ở nhà mình cũng có xem Vợ Chồng Son, nhưng mà ý là cũng chưa xem được hết số nào cả, tức là mình cũng có xem những cái đoạn cắt. Mình có xem có xem tập của anh Tùng Min và chị Bông Chuẩn. Anh thì sao? Anh thấy tập đó sao? Và anh nghĩ như thế nào về chương trình? Thực ra đây là một cái chương trình mà cũng là để mà là một cái nơi mà đôi khi có những cái câu chuyện mà mình chưa từng trải lòng của vợ chồng mới cưới. Chưa từng nói ra được, bởi vì là đôi khi là có những câu hỏi của hai chị MC thì đôi khi là mình sẽ nói ra được chứ không tự nhiên là nói ra được. Nên là đây mình cũng là một cái chương trình mà một cái chương trình mà có lẽ là sẽ là một cái nơi mà để hai đứa bóc phốt nhau nhiều hơn. Rất là có thể đấy. Hy vọng là hôm nay sẽ nhớ ra được tất cả những cái điều đấy để để nói với mọi người. Dạ rồi. Khán giả thì của MTV và Bí Bích 25 giờ muốn hỏi chị Mai Anh một câu, đó là cảm xúc khi mà chị Mai Anh lần đầu tiên phát hiện mình có bé Cookie thì như thế nào? Ôi giời ơi, buồn cười lắm. Chị có thể diễn tả lại nét mặt khi đó luôn. Tức là kiểu một ngày đẹp trời tự nhiên kiểu chị cảm giác là chị bị khó chịu trong người ấy, bị nóng bất thường ấy. Thế là chị thử thì thấy lên hai vạch, thì chị đang ngồi trong nhà vệ sinh, tay chị như này này. Tay chị cứ run này. Chết rồi, giờ sao nhỉ? Đấy, xong rồi thì đi ra ngoài, nói chung lúc đấy chị vẫn bình tĩnh, mà chị thử một que, chị không chắc, chị đi vào chị lấy thử thêm một que nữa, chị ra chấm nó vẫn lên. Thế xong rồi tay chị vẫn run này. Xong rồi đi ra chị nấu cơm bình thường, nhưng mà ý là lúc đấy nó kiểu hơi tự nhiên mình bị hơi mất bình tĩnh ấy, kiểu làm cái gì cũng run ấy, kiểu chết rồi bây giờ làm nào ấy. Tay vẫn nấu cơm nhưng mà tức là kiểu lúc đấy kiểu không biết là bây giờ mình phải nói cái tin này với mọi người như thế nào. Đầu tiên là không biết nói với kia như nào này. Xong rồi kiểu cả ngày hôm đấy, tức là sáng chị đã biết rồi, nhưng mà đến chiều tối thì chị mới cho Ki biết cái đấy. Thì nói chung là lúc đấy cũng kiểu vừa bất ngờ này, vừa vui này, xong rồi nói chung cảm xúc rất là lẫn lộn, kiểu khó tả. Cái vẻ mặt của anh Ki mà khi nghe chị nói thì như thế nào, kiểu đứng hình khoảng 5 giây? Không, chị có clip đấy, chị có clip để chị gửi cho. Suốt quá trình mà có con rồi mang thai thì cái khoảng thời gian nào mà chị thấy là khó khăn, mà chị bị stress và áp lực nhất? Nói chung là cái khoảng thời gian mà khi mà con ra đời rồi ấy, là cái khoảng thời gian mà chị thấy bị stress nhất, là bởi vì chị chưa quen với
cuộc sống bỉm sữa. Lần đầu tiên được làm mẹ, nói chung là có rất nhiều điều mình chưa biết. Thì là chị không biết là con đói hay con no này, con gắt ngủ hay con như nào, nó cứ khóc, xong kiểu mình cứ ngày nào mình cũng phải bế nó, mình cũng phải trông nó, mình kiểu rất là mệt và mình thiếu ngủ ấy. Là cái thời gian mà chị không có ai đỡ, không tìm được người chăm, rồi là hai bà nội bà ngoại thì lại không có thời gian để vào, không sắp xếp vào được, thì là kiểu cái thời gian đấy là thời gian chị bị stress nhất, là bởi vì chị thiếu ngủ, bị ngày nào cũng phải chăm em buổi đêm, tại vì là anh kia thì thỉnh thoảng anh vẫn phải đi làm, cho nên anh không thể nào mà trông đêm được, anh sẽ chỉ trông được ban ngày thôi. Thì là chị bị kiểu bị tụt cân quá, chị cũng stress nữa. Anh chơi kỳ, anh thấy chị và anh cái thời điểm đó thì anh thấy sao? Anh có cái, và anh có nghĩ có khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian khó khăn đối với anh không? Chắc chắn là có rồi, bởi vì Jackie nghĩ rằng là không chỉ mình Jackie đâu, mà tất cả những người đàn ông ở trên đời này lần đầu tiên làm bố đều như vậy hết. Bởi vì là hầu như mọi người cũng có thể đi học, có thể là được biết ở những cái chỗ này chỗ kia, được nghe rồi, nhưng mà đến cái khi trải nghiệm thực sự nó là một câu chuyện khác. Và lúc đấy là một cái tinh thần cũng khác, và câu chuyện nó cũng là một câu chuyện khác nữa. Cho nên là mỗi ngày đều là một cái bài học dành cho cả hai vợ chồng. Thì Jackie nghĩ rằng là cái cảm giác lúc đấy thì gói gọn lại chắc là cảm xúc khó tả. Ừ, khó tả lắm, không biết phải nói như nào luôn ấy. Không biết phải dùng từ nào để nói lại, bởi vì có rất nhiều các cảm xúc nó lẫn lộn lại với nhau ở trong cái khoảnh khắc đấy. Có rất nhiều ngày là kiểu cả hai đứa không một đứa nào dùng mạng xã hội này, không đứa nào lên mạng này. Nói chung là kiểu thời gian bọn chị ở nhà thì một là chồng chị trông con cho chị ngủ, hai là chị trông con cho chồng chị ngủ, xong rồi đứa này trông con thì đứa kia tranh thủ làm việc khác ấy. Kiểu thời gian trong nhà rất là, một ngày trôi qua nó nhanh kinh khủng khiếp luôn ấy. Tại vì là mình quá bận với con cho nên là mình không có thời gian để làm gì hết. Không có thời gian chăm sóc sắc đẹp, không có thời gian nghĩ cho bản thân, nên thấy một ngày trôi qua chứ con rất là nhanh. Nói chung là ra đường thì nhìn chị này thôi, chứ ở nhà chị đầu bù tóc rối trong kinh lắm. Anh cứ để thắt xuống cho được. Sau khi mà lập gia đình đó, thì hai anh chị thấy là bản thân hai anh chị thay đổi như thế nào so với trước đây, và cái điểm nào mà hai chị cảm thấy là thực sự bất ngờ với sự thay đổi của mình luôn, mà mình không nghĩ là trước đây sau này mình sẽ như vậy. Chị chưa bao giờ chị nghĩ chị là mẹ luôn ấy. Thật chưa bao giờ nghĩ, tại kiểu nói chung là bạn bè các thứ là cũng có con này kia các thứ lâu lắm rồi. Chị là đến 28 tuổi là chị thấy là chị còn muộn hơn bạn bè rất là nhiều luôn ấy. Là xong rồi kiểu chị chưa bao giờ tưởng tượng là nếu mà bụng chị to ra thì trông nó sẽ như nào nhá. Xong rồi đến lúc chị có con, chị bế con trông nó sẽ như nào nhá, chưa bao giờ tưởng tượng ra. Thì nói chung là khác nhất thì chắc là mình bị thiếu ngủ thôi. Bị thiếu ngủ, bị hay quên, bị nói chung nhưng mà được cái là có những lúc mình mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà khi mà nhìn thấy con thì mình sẽ tự nhiên là mình có năng lượng ấy, thì mình sẽ lại chăm con, lại nói chung là lại bình thường lại. Nói chung là bị mất một khoảng thời gian, cứ đến cái giờ đấy là mình kiểu mình bị mệt ấy. Tại vì đến đêm mà có những ngày nhá, chị đi ngủ từ lúc 7 giờ. Thì em biết rồi đấy, đi ngủ đến 7 giờ bởi vì 12 giờ chị phải dậy hút sữa, xong 1 giờ chị phải cho con ăn. Đấy, xong rồi chị lại tiếp tục một ngày từ lúc 1 giờ đấy đến sáng, xong rồi đến, nói chung là nó trôi qua rất là nhanh mà không làm được một cái việc gì. Nói chung là chị cảm thấy là cuộc sống của chị nó chỉ có xoay quanh một cậu bé thôi, nó hết ngày luôn rồi. Đấy là thay đổi lớn nhất. Còn về tính cách thì chị thấy có thay đổi nhiều. Tính cách của chị hả? Nói chung là đợt trước chị cũng tưng ấy. Nhưng mà chị vẫn tưng. Không, nói chung là nó đỡ hơn nhưng mà vẫn tưng. Nói chung là nó đỡ hơn thôi, nhưng mà nó sẽ kiểu trầm hơn một tí, nhưng mà nó cũng không nhiều. Còn anh JK thì như thế nào, anh có thay đổi gì về bản thân anh trước và sau khi có gia đình không? Thật ra là bây giờ vẫn chưa cảm nhận rõ lắm đâu, bởi vì là mình cũng chỉ là mới thôi. Nhưng mà cái cảm nhận rõ nhất thì chắc là mình cảm thấy rằng là
bắt đầu mình va với mọi chuyện nó bình tĩnh lại hơn. Và cái phản ứng của mình nó cũng đỡ hơn ngày trước. Ngày trước là cái gì cũng cứ nhồng hết cả lên, cái gì cũng cứ kiểu loạn hết cả lên, phải bằng được là phải như thế, bằng được phải như thế. Nhưng mà bây giờ mình hiểu có những cái câu chuyện nó xảy đến, nó phải cần có thời gian để xử lý cái việc đấy. Cho nên là mình bình tĩnh thì mình sẽ giải quyết được mọi thứ. Xong rồi chồng chị hay cổ vũ chị là cố nốt thời gian này thôi, chắc là về sau rồi mình sẽ đỡ ấy. Đấy, lúc nào cũng kiểu động viên nhau như thế. Thế xong cũng qua. Ngày mai lại một ngày mới mà mọi người. Đâu phải là khó khăn nào sẽ kéo dài đâu. Nhiều khán giả khi mà nhìn anh chị trên mạng xã hội á, thì luôn thấy cuộc sống hôn nhân của Chi và Mai Anh rất là toàn là màu hồng thôi. Nhưng mà khi mà hôm nay đến với vợ chồng Son thì hai anh chị tự nhận định về ý kiến này như thế nào? Và hai anh chị có nghĩ là trong cuộc sống hôn nhân chỉ nên có màu hồng thôi? Thật ra là không phải là toàn màu hồng đâu mọi người. Đa số là cái khoảnh khắc mọi người nhìn thấy là những khoảnh khắc mà bọn mình rất là vui vẻ, rất là bình thường. Nhưng mà ở nhà thì đôi lúc nó sẽ có những cái câu chuyện mà khiến cho cả hai bị gọi là cãi vã với nhau. Nhưng mà nếu như không có cãi vã đấy thì mình sẽ không thể cảm nhận được những cái tích tắc nhỏ trong cuộc sống khi mà cạnh nhau được. Cho nên là nếu mà để mà nói là một mối quan hệ mà toàn màu hồng cả thì chắc chắn là không có. Với cả là Trách nó khuyên sẽ... là đừng nha, chứ không phải là không nên. Đừng, bởi vì là đôi khi đấy, nếu như mình không cãi nhau thì đến những cái lúc mà mình cảm thấy mình vui ấy, có những cái tích tắc nhỏ trong cuộc sống nó khiến mình vui thông qua cái ánh mắt của cái người đối phương thôi. Đôi khi nó như vậy, chứ nó không cần là phải lúc nào cũng phải là mình phải vui với nhau, mình phải thể hiện tình cảm với nhau này kia. Jackie và Mai không có quan điểm đấy. Chị cũng nói chung là hai đứa chị thì kiểu có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, cho nên là người kia nói gì cũng đúng hết. cái này là câu khán giả hỏi chị Mai Anh này. Là khi mà nhìn thấy hình ảnh hai chị đưa con đi Đà Lạt á, thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Thì chị Mai Anh nhận định như thế nào khi mà và cái quan điểm và cái cách mà dạy con của chị Mai Anh sẽ như thế này? Khi nói chung là chị cũng có đọc comment của mọi người và chị cũng có xem tất cả luôn ấy, thì chị cảm thấy là tức là con của mỗi người mỗi khác, và cái cách dạy con, cách nuôi con của mỗi người cũng mỗi khác, thì mình không thể nào mà có một cái quy chuẩn là đứa này hay đứa kia là phải thế này hay phải thế kia, ý là nó hợp với con mình là được. Chị cũng không phải là chị chưa tham khảo ý kiến bác sĩ hay là chị chưa tham khảo ý kiến gia đình mà chị đưa con chị đi như thế. Tức là kiểu nói chung là chị cũng hơi bức xúc vì bởi vì sao? Bởi vì là mình cũng là một người mẹ, mình vừa mới sinh xong, mình sẽ có những cái tâm tư tình cảm mà nói chung là nó hơi sẽ bị tổn thương khi mà người khác nói mình như vậy. Thì nói chung là mình cũng hơi bức xúc. Nhưng mà xong rồi thì mình cũng nghĩ lại là bởi vì người ta cũng muốn tốt cho mình thì người ta sẽ góp ý với mình. Nhưng mà ý là mình sẽ nghe những cái lời góp ý nó đúng và nó phù hợp thì mình sẽ cảm thấy là thỏa mãn trong lòng hơn là những cái lời góp ý mà nó hơi bị gay gắt với mình. Tức là mình vừa mới mệt mỏi như thế, mình vừa mới đau như thế, mình muốn là được an ủi hơn là bị chỉ trích. Mình nghĩ là người mẹ nào cũng như vậy. Đấy. Thì tức là lúc đấy thì chị cũng hơi bức xúc như thế. Thì chồng chị cũng kiểu động viên rất là nhiều. Ý là cũng nói là mọi người thì cũng muốn tốt cho mình thôi. Cho nên là mọi người góp ý như thế thì mình cũng không cần phải kiểu suy nghĩ quá là nhiều. Thế cho nên là chị cũng không suy nghĩ nữa. Đỡ hơn. Anh Khúc Kỳ thể đi theo con đường âm nhạc giống anh, anh sẽ định hướng cho bé ngay từ lúc nhỏ không? Jackie thì không có suy nghĩ, kể cả là Jackie hay Mai Anh đều không có suy nghĩ rằng là sẽ định hướng hay là sẽ hướng con tới một cái lối sống hay là một cái cách sống hay một con người như thế nào. Mà Jackie và Mai Anh luôn muốn con phát triển một cách tự nhiên nhất và miễn sao cảm thấy luôn yêu đời và mạnh khỏe là như là vui rồi, là bố mẹ hạnh phúc rồi. Dạ con luôn. Dạ tới phòng trò chơi đó là hỏi nhanh đáp thật. Cho chị xin cái giấy rồi, tờ giấy.